Sóc Đào Thuyền xin chào toàn thể các bác đam mê bẫy săn bẫy nha. Hôm nay giới thiệu các bác một cái sản phẩm, đó là túi đựng đồ đi rừng các bạn. Túi này chuyên để anh em mình đựng những đồ lặt vặt này, anh em mình đi săn bẫy này, đi đánh chim này, đi lên rừng này, đi leo núi này, nói chung là anh em mình đựng đồ anh em mình để phục vụ đi săn bẫy, ví dụ là thuốc lá, ví các thứ, nói chung là đầy đủ. Túi này được may bằng thủ công nha các bác nhá, may 100% bằng thủ công hết này các bác này, được may màu ngụy trang này, và dây đeo của nó cực kỳ dày và cực kỳ chắc chắn, và nó có cả tăng giảm nữa nha các bác nhá, tăng giảm để anh em mình vừa với người đấy. Thì túi này nó có gồm có 4 ngăn các bạn, cực kỳ rộng, cực kỳ nhiều khóa, nhiều túi luôn. Anh em mình đựng đồ tha hồ này, ví dụ là chuẩn bị đến mùa gà rồi chẳng hạn, anh em mình này, chỗ này đựng loa này, chỗ này đựng thuốc, đựng ví, đựng tiền này, chỗ này đựng giò này đấy, và chỗ này đựng nước uống này, cho hai chai nước uống đấy, ok, cực kỳ ok luôn các bạn. Nói chung là dòng túi này thì cực kỳ đẹp luôn, được may 100% thủ công các bác, nhìn các đường may này cực kỳ chắc chắn luôn đấy, đi hai đường luôn, dọc cực chắc chắn luôn, nên các bác dùng cái sản phẩm này cực kỳ ok đấy. Bên trong cũng là màu ngụy trang luôn các bạn. Nói chung là túi này cực bền. Đây, đáy của nó đây các bác này. Đây, em sẽ dở đáy ra cho các bác xem. Đáy túi này được chạy liền thẳng lên đến quai luôn, không chắp ghép gì nha các bác nha. Đây không phải là may mẫu một chắp ghép nha, may liền luôn. Màu ngụy trang cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn. Đấy, cái túi này nói chung là để anh em mình đi đánh chim, đi săn bẫy thì cực kỳ là tiện dụng luôn các bạn. Không phải lòng thòng nhiều thứ đi theo, mà mình đút vào túi một cái túi này cái là đủ đồ, gọn luôn. Anh em mình có thể đeo chéo này, đeo ngang này, được hết các bạn. Và khi anh em mình muốn xách, anh em mình có thể thu dây ngắn lại, xách được anh em ạ. Đấy, vải của nó cực kỳ dày, cực kỳ chất luôn. Màu ngụy trang rất chỉ đẹp. Nhà em chuyên cung cấp tất cả bao lô này, túi đi rừng này, túi bổi này, giò gà rừng này, đồ đi rừng này, các đồ ngụy trang này, lều ngụy trang này. Bác nào cần cứ liên hệ em nhé. Thì vừa rồi em có giới thiệu qua về chiếc túi để đi đeo đi rừng. Thì bác nào cần cứ báo em sẽ để số điện thoại bên dưới video cho các bác chủ động liên hệ nhé. Xin cảm ơn các bác đã ủng hộ. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác video lần sau.